Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo trong chương trình Marketing trong ngành bán lẻ và thời trang. Tên tôi là Phan Anh và style mới ngày tôi sẽ đứng chia sẻ với anh chị cho nó khí thế hơn, được chưa? Và để không mất thời gian nữa thì vào hôm nay thì tôi sẽ muốn chia sẻ và hướng dẫn các anh chị, gợi ý anh chị một số những kinh nghiệm để giúp các anh chị có thể mở được các cái ý tưởng kinh doanh trong shop thời trang và bán lẻ của mình. Vâng, thế thì để bắt đầu thì ta sẽ làm gì? Ví dụ như các anh chị đang muốn có những kế hoạch mở cửa hàng thời trang, phụ kiện thời trang nhưng không biết bắt đầu từ đâu, không biết nên làm như thế nào, đúng không? Thế thì đây là một số những gợi ý cơ bản. Thứ nhất là các anh chị có thể kinh doanh cái ngành hàng thời trang trẻ em, giày dép trẻ em, giống như là cái thương hiệu Crown Space chúng tôi cũng làm đấy, đúng không? Ví dụ như các bạn có thể bắt đầu với việc là nhập các cái quần áo hoặc là tự thiết kế quần áo và giày dép trẻ em. Đặc biệt là cái ngành giày dép trẻ em chúng tôi theo đuổi là cái ngành rất là ít có những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, bởi vì do những cái đặc thù của thị trường cho nên là con trẻ chúng ta thường là đi giày dép của hàng tàu hoặc là hàng không có thương hiệu. Mới đây thì mới có những cái hàng Việt Nam xuất khẩu và một số các cái hàng có thương hiệu, đúng không ạ? Thế thì cái câu chuyện ở đây là chúng tôi đã nhìn ra cái thị trường này và chúng tôi đã cung cấp những mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài về thương hiệu Crown Space, và chúng tôi đã phát triển cái thương hiệu này từ 2007 đến nay thì cũng thị trường rất là tiềm năng. Nếu như mà các bạn muốn trở thành đại lý hoặc là nhà phân phối hoặc là muốn làm cái thương hiệu này hay là những cái dòng sản phẩm như này, các bạn có thể liên hệ với tôi để hỗ trợ. Và thứ hai thì tôi nghĩ rằng là các anh chị có thể mở các cái shop quần áo hoặc là bán trên mạng cái dòng sản phẩm thời trang dành cho người trung tuổi. Thời trang dành cho người trung tuổi, ví dụ như là có rất nhiều các dòng sản phẩm mặc nhà, mặc đi lễ chùa, mặc đi thể dục, thể thao, hoặc là mặc công sở dành cho người trung tuổi. Giống như một cái ví dụ mà tôi có nói với một anh bạn tôi là cô là học viên và khách hàng của tôi, học cái chương trình bán hàng trên Facebook, bán hàng trực tuyến của tôi ấy. Và tôi cũng có tư vấn cho anh ấy là anh ấy bán quần jean dành cho trung niên, và hơn 10 năm nay anh ấy vẫn chỉ bán một cái mẫu quần jean thôi, vẫn một kiểu, vẫn một màu, vẫn một chất liệu như thế, rất là tốt, đúng không ạ? Tất nhiên càng ngày có càng có sự cạnh tranh, nhưng mà dòng sản phẩm như vậy, sự thay đổi về mẫu mã nó không quá lớn, nó tạo cái áp lực cho cái người bán hàng không quá lớn. Chứ còn nếu mà chúng ta kinh doanh thời gian trẻ thì liên tục phải đổi mẫu mã và hàng tồn cũng rất là rủi ro, sai số nữa, đúng không? Ok, thứ ba đấy là chúng ta có thể làm gia công các cái dịch vụ thêu hay là in dành cho các cái sản phẩm như là vải, như là thành phẩm, chẳng hạn áo thun hay là áo dài, đúng không? Hay là những cái đồng phục bây giờ người ta cũng thêu và in rất nhiều. Và năm nay thì xu hướng thời trang Zara, HM, các cái hãng thời trang trên toàn cầu thì tôi thấy là nửa cái năm 2016 và đến năm nay 2017 cái xu hướng là bèo nhèo, bánh bèo, thêu chim muông hoa thú các thứ rất là nhiều. Tôi cũng rất là thích cái áo sơ mi Dior có thêu hình bông hồng ngực này, mặc tất nhiên là nó cũng mới, nó đẹp, đúng không? Đấy, thì xu hướng mà. Ý thứ tư tôi muốn nói đấy là chúng ta cũng có thể đi vào mảng sản xuất, mảng thiết kế và gia công đồng phục, quần áo bảo hộ lao động. Ví dụ như đồng phục dành cho sinh viên, dành cho các công ty, dành cho các cái cơ quan, đoàn thể. Đấy, thì đồng phục cũng là một cái nhu cầu mà rất là phổ biến trên thị trường. Cho nên nếu mà các bạn có cơ hội nắm bắt được thị trường, có năng lực sản xuất tốt, làm gia công, hoặc là đồng phục thể thao, rất nhiều các cái mục đích sử dụng thì thị trường rất là tiềm năng, thì các bạn có thể đi vào mảng này. Hoặc là cái mảng bảo hộ lao động thì một người công nhân thường sẽ có từ 2 đến 3 bộ quần áo lao động, thì công ty họ sẽ mua hoặc là cá nhân họ sẽ đóng tiền để mua. Cái mảng tiếp theo mà tôi muốn gợi ý với các bạn đấy là các bạn có thể sử dụng cung cấp cái dịch vụ cho thuê quần áo. Dịch vụ này thì ở Việt Nam phát triển theo cái hình thức là cho thuê các quần áo biểu diễn, quần áo ca nhạc, quần áo đóng kịch sân khấu, thi đấu nghệ thuật này nọ đấy thì cũng có, nhưng mà thực sự là cũng không phát triển lắm.
ở Mỹ thì tôi xem cái chương trình Rachel and Jones, thì cái chương trình đấy là nó cho phép là các anh chị cho thuê quần áo hàng hiệu. Ví dụ như một cái váy khoảng 100.000 đô la, 50.000 đô la hoặc là 10.000 đô la thì rõ ràng không phải là các ca sĩ hay những người nổi tiếng có thể là có điều kiện là mua sắm hết tất cả các cái trang thiết bị đó hay là những cái bộ đồ đó để làm gì, để mặc đi dự các sự kiện. Thế thì mình có thể trở thành một công ty là cung cấp cái dịch vụ stylist, ví dụ như cho thuê quần áo, make up, rồi xe, siêu xe để cho các ngôi sao showbiz, ngôi sao nghệ thuật, ngôi sao Hollywood hay là ngôi sao điện ảnh ở Việt Nam hay là các ngôi sao trong những cái lĩnh vực khác, đúng không? Người ta có thể đi dự các sự kiện, người ta thuê thay vì người ta mua một lần thì nó rất là đắt. Thì ở nước ngoài nó có cái hình thức như vậy, kinh doanh cũng khá là thành công, thì các bạn có thể cân nhắc. Ngoài ra thì các bạn có thể đi theo cái hướng là kinh doanh các cái quần áo dòng vintage. Cái dòng vintage này bây giờ các bạn trẻ rất là thích, trông nó hơi cũ cũ, thụ thụ, thùng thùng. Một số những cái thương hiệu thời trang này như tuổi teen bây giờ cũng rất là phổ biến cái dòng vintage này, thậm chí là có hẳn cái thương hiệu trên thị trường dành cho tuổi teen, nghĩa là thời trang vintage. Thì đây cũng là một cái gu mà riêng dành cho một nhóm các bạn nữ là khá là thích thú, được chưa? Thì các bạn nên cân nhắc thử xem cái hướng này. Một cái hướng nữa là các bạn có thể bán các cái sản phẩm cũ hay còn gọi là hàng thùng, hàng sida đấy, đúng không? Hàng second hand. Thế thì hàng thùng và sida thì bây giờ nó không còn hot như ngày xưa nữa, thế nhưng mà nó vẫn còn bán được do là những cái thời trang thương hiệu giá rẻ, thời trang Việt Nam xuất khẩu nó ồ ạt vào thị trường, xuất khẩu thật, xuất khẩu nhái, xuất khẩu dựng, vân vân. Thế thì hàng thùng nó cũng bị cạnh tranh, tuy nhiên là cơ hội thị trường vẫn có, được chưa? Các bạn đặc biệt là các bạn nên làm theo cách như này này, là hàng thùng nhưng mà các bạn sửa lại. Thì đây là một cái ý tưởng mà tôi có xem trong một cái chương trình nói về business model, tức là cái mô hình kinh doanh ấy. Ở trên thế giới thì là các cái nước kém phát triển như Việt Nam hoặc là kém hơn Việt Nam, các bạn có thể sử dụng cái phương pháp là dùng các chất liệu nguyên liệu của hàng thùng, sau đó các bạn tái chế lại sản phẩm, thì vừa tạo ra được những mẫu để con mới, mà cái mẫu sản phẩm mới, mẫu thiết kế mới, nhưng mà dựa trên những cái chất liệu rất là cao cấp của những cái hàng thùng. Các bạn hiểu ý tôi không? Thì thay vì các bạn chỉ nhập hàng thùng về giặt rũ lại là được lại các bạn bán, thì các bạn nếu mà có một chút khéo tay hoặc là kết hợp với những người mà làm trong ngành thời trang với nhau đấy, thêu thùa thêm cái con chim con thú vào đấy, sửa cái vạt áo đi, cắt cho nó ngắn lên đấy, đục hay là mài hay là cho nó rách đi, thế thì cái sản phẩm này bán nó lại rất là có giá trị và rất độc. Thì đấy là một cái hướng mà tôi nghĩ là các bạn nên quan tâm. Một cái hướng tiếp theo đấy là dịch vụ sửa chữa quần áo. Thì các cái dịch vụ sửa chữa quần áo bây giờ cũng kém phát triển hơn trước. Tuy nhiên là do cái việc người ta mua đồ may sẵn rất là nhiều, cho nên đôi khi nó rộng chỗ này một chút, nó béo một chút, nó gầy một chút, nó dài một chút. Thì như tôi chẳng hạn, tôi vẫn thường xuyên phải đi cắt gấu. Quần áo của tôi thì tôi, cá nhân tôi thì mua đồ may sẵn rất là nhiều, nhưng mà cũng may là tôi thường mua vừa in, có vẻ như là cái cơ thể của tôi thì nó cũng phù hợp với cái dòng may sẵn. Nên chỉ duy nhất là quần là tôi luôn luôn bị dài, tôi rất là hay phải đi cắt. Tất nhiên cái dịch vụ đấy thì nó cũng không có đáng gì nhiều tiền lắm, nhưng mà cũng giải quyết được công việc làm cho chúng ta. Nếu như mà các bạn có dịch vụ sửa com lê ấy, thì tôi khẳng định rằng dịch vụ này sẽ rất đông khách. Tôi lấy một cái ví dụ, trước đây tôi định mua một cái bộ com lê của Mango rất là đẹp, và Mango sale off chỉ còn khoảng 3-4 triệu một bộ thôi, rất là đẹp, vải cực kỳ đẹp rồi. Thế nhưng mà nó hơi bị thùng thùng ở chỗ bụng một chút, mà tôi không mua nổi để tôi có thể ai bóp vào một chút. Chắc chắn là các bạn sẽ nói với tôi là com lê không ai đi sửa cả. Vâng, bởi vì như thế nó mất dáng. Vâng, đúng, tôi hiểu là như thế nên tôi cũng không dám mua. Thế nhưng mà nếu như bây giờ mà các bạn sửa được thì các bạn mới có tiền. Tôi sẵn sàng bỏ ra 500.000 hoặc 700.000 hoặc là 1 triệu để sửa cái bộ đó. Bởi vì tôi mua được một cái bộ thương hiệu thời trang cũng được, Mango cũng là tạm được. Giá niêm yết của nó bán 7-8 triệu một bộ com lê,
mua còn 3-4 triệu sửa thêm 500 nghìn nữa, 1 triệu đi chăng nữa thì tôi nghĩ cũng rất là tuyệt vời. Thì tôi sẵn sàng chi, tôi nghĩ là các khách hàng khác cũng có xu hướng như thế. Thế nhưng mà thực tế thì tôi tìm mãi không thấy ai sửa com lê cả. Vâng, thế thì chúng ta hãy học cái nghề đó nếu như chúng ta có thể làm. Một cái hướng nữa đấy là chúng ta sẽ làm thời trang thiết kế. Thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều các cái dòng thời trang thiết kế, các designer, fashion designer đi học ở nước ngoài về, học ở trong nước, học thiết kế, học cách may công nghiệp và cũng muốn trở thành những nhà tạo mẫu bán thời trang công sở dành cho các cái nhóm khách hàng. Thế thì đây cũng là một cái dòng mà các bạn hoàn toàn có thể phát triển được. Tuy nhiên cái cạnh tranh trong ngành này rất lớn và đòi hỏi các bạn cần phải có những ý tưởng táo bạo, đòi hỏi các bạn phải có những cái mẫu thiết kế mang tính thời thượng, những cái mẫu thiết kế mà để làm biểu tượng cho mình và những mẫu thiết kế để bán. Bởi vì những mẫu thiết kế mà mang tính biểu tượng thì thường khó bán, và những mẫu thiết kế ứng dụng thì lại bán được. Giống như Victoria's Secret ấy, đúng không ạ? Các mẫu mà người ta trình diễn thì gần như không ai mua cả. Chẳng ai mua một cái quần lót nữ mà giá 1 triệu đô la đính toàn kim cương trên đấy. Thế nhưng mà người ta sẽ mua một cái quần lót bé xíu với giá 100-200 đô la. Và đấy là cách Victoria's Secret mà cũng bán rất là thành công trong nhiều năm. Hiện nay thì cái thương hiệu đồ lót đấy cũng mở rộng và có nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Thì trước đây tôi có làm marketing cho một cái quán bar. Thế thì họ có tổ chức cái buổi tiệc tất niên năm mới của cái nhà máy Victoria's Secret ở đấy. Thì tôi cũng có biết, thì là có nói chuyện với một số người phụ trách kinh doanh business của họ, thì cũng học hỏi được chút ít, chia sẻ với anh chị trong câu chuyện này thôi. Vâng, thế thì cái việc mà trở thành các nhà thiết kế là một cái điều rất là tốt. Bạn có thể trở thành những nhà thiết kế như là Vũ Trần Đức Hải hay là Đỗ Mạnh Cường. Thì các bạn lưu ý nhé, cái ngành sản phẩm thiết kế nếu như mà các bạn tính ứng dụng không cao và các bạn không thực sự táo bạo thì các bạn sẽ bị cuốn trôi khỏi thị trường bởi dòng cắt may công nghiệp. Đấy, vài năm trước tôi còn thấy là Vũ Trần Đức Hải hay là một số nhà thiết kế còn có thương hiệu riêng ở trên thị trường, nhưng bây giờ tôi thấy là disappear hoàn toàn rồi, biến mất rồi, hoặc là đi đâu đó, hoặc là thay đổi. Đấy, những cái thể loại như là Trichland hay Eva hay là Ivy hay là 7am, những cái dòng thời trang công sở công nghiệp nó ra nó cuốn hết, bởi vì mẫu mã đa dạng phong phú rồi thì chi phí thì cũng rất là hợp lý. Thì các bạn hết sức lưu ý nhé. Vâng, tiếp tục đó là các bạn cần phải biết cách thiết kế và sản xuất áo thun. Thì áo thun là một cái dòng sản phẩm mà chúng ta cũng thấy là rất là tốt, đúng không ạ? Ví dụ những cái mô hình điển hình trên thế giới như là Teespring, đúng không? T là TE, Spring là mùa xuân ấy. Teespring là một cái mô hình bán áo thun kinh điển trên toàn thế giới, và ở Việt Nam cũng có rất nhiều người buôn bán trên Teespring thành công. Đây là một cái mô hình thương mại điện tử các bạn nên tham khảo. Và đó là cái mô hình mà cho phép tất cả mọi người vào thiết kế áo thun, sau đó là bán áo thun, và Teespring sẽ làm cái nhiệm vụ là cung cấp tools để cho các người ta thiết kế và cung cấp platform để cho người ta bán, sản xuất áo thun và giao ra toàn thị trường và thu phí. Người bán cũng là thông qua affiliate, người thiết kế cũng thông qua affiliate, tất cả đều thông qua các hệ thống thương mại điện tử hết. Thì ở Việt Nam cũng có một số cái mô hình áo thun rất là thành công. Tôi cũng chạy quảng cáo cho khá là nhiều bạn chuyên bán áo thun trơn, áo thun in hình, áo thun đôi, áo thun gia đình, áo thun mẹ con, áo thun bố con, rồi thì cả những cái thương hiệu như là thời trang bu bò sữa. Tôi nghĩ rằng là tôi cũng đánh giá rất cao thời trang bu bò sữa. Trước đây thì tôi cũng có một cái dịp nhỏ được qua làm việc cùng cái thương hiệu thời trang này cũng rất là lâu rồi. Là hồi xưa là bên tôi là sản xuất giày thì bu cũng có ý định là gia công giày, thì chúng tôi cũng làm việc với nhau, nhưng mà tức là chỉ tìm hiểu nhau thôi nhưng không hợp tác được. Thì tôi cũng qua được học hỏi nói chuyện thì mới biết rằng là cái thương hiệu này nó cũng có những cái năng lực thiết kế rất là tốt, đúng không ạ? Các bạn thấy những cái mẫu thiết kế áo thun thì nó mãi chỉ là cái áo thun thôi, ống tay rồi có
chui đầu đúng không, ba cái ống như thế, chất liệu tốt tốt một chút, màu xanh đỏ tím vàng đấy, xong đó là cái hình in trên đây này cái quan trọng đúng không. Thì tôi thấy là cái năng lực thiết kế của thời trang bu cũng được đánh giá rất là tốt, thì các bạn có thể tham khảo những cái mô hình như vậy để làm. Hoặc là bây giờ trên thị trường nó có rất nhiều cái trang chúng ta đồ họa gia công, đồ họa các bạn có thể học đồ họa, các bạn thiết kế không mất nhiều thời gian đâu, hoặc là thuê đồ họa, thuê thiết kế, ok. Vâng, nhà sau là thun nhé. Vâng, tiếp tục đấy là các bạn cũng có thể trở thành những cái là soái và chuyên cung cấp nguyên liệu và ví dụ phụ kiện cho ngành thời trang, ví dụ như là khuy, ví dụ như là vải, như là chỉ đúng không, các loại vải như là chợ Ninh Hiệp đấy, các bạn về chợ Ninh Hiệp các bạn nhập, hoặc cao thủ hơn nữa các bạn sang Trung Quốc các bạn nhập, hoặc là ngồi Việt Nam gọi điện Trung Quốc mang về, hoặc là đi đánh hàng ở các nơi đấy. Trở thành một cái chùm chuyên về một cái gì đó, quy được, vải cũng được, chỉ cũng được, hay tất cả những thứ đó thì làm một thứ thôi nhé. Nếu mà trở thành nhà cung cấp thì trở thành một thứ thôi, vải thì chuyên vải, quy chuyên quy đấy, thì người ta sẽ tìm đến mình đấy. Tiếp tục đấy là các bạn có thể kinh doanh các ngành hàng đồ lót, đồ lót cho người lớn, đồ lót cho người già, đồ lót cho trẻ em. Như tôi nói là thị trường đồ lót cho trẻ em có thương hiệu, có chất lượng đang rất là thiếu. Đồ lót cho người già hoặc là đồ lót cho người bầu. Tại sao tôi biết đồ lót cho người bầu lại thiếu? Bởi vì khi tôi làm marketing cho thương hiệu thời trang đầm bầu ấy, thì các bạn ấy tiết lộ với tôi rằng là phụ nữ có bầu là rất khó mua đồ lót. Bởi vì các bạn biết rồi, khi mà phụ nữ mà mang thai thì cơ thể người ta thường béo lên, rồi thì bụng to, vòng ba cũng to lên rất nhiều. Có những người phụ nữ là sinh con là tăng 20, 30, thậm chí 40kg. Cho nên là đồ lót bao gồm là áo ngực hay là quần là gần như là rất khó khăn đối với những người phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Vậy thì nếu mà bạn đã bán đầm bầu thì hoàn toàn bạn có thể bán được đồ lót bầu. Một thị trường rất ngách. Tôi hy vọng rằng những ý tưởng mà tôi cung cấp cho các bạn ở đây, các bạn sẽ nhận ra điều gì đó và các bạn triển khai. Còn nếu mà khi các bạn triển khai, các bạn cần marketing, cần business strategy, rồi cần sale, thì các bạn cần làm branding, thì các bạn có thể liên hệ với tôi để hỗ trợ, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng những cái kinh nghiệm này các bạn có thể lên trên mạng, các bạn tra Google. Tôi hứa và đảm bảo rằng các bạn sẽ không tìm thấy ở đâu cả, bởi vì không có ai viết ra những cái thứ như thế này. Nhiều năm kinh nghiệm của tôi đọc, tôi tổng hợp, tôi dịch sách, tôi chia sẻ với các bạn. Tất nhiên ở đâu đó nó cũng có những cái câu chuyện kiểu như thế, nhưng mà để mà nó tập hợp thành những cái case study, những cái ví dụ như này không phải là đơn giản. Thế còn trong ngành thời trang thì các bạn có thể trở thành những người dạy thiết kế, dạy cắt may công nghiệp, dạy trở thành thợ may đúng không? Dạy theo kiểu công nghiệp cả lớp, hoặc là dạy theo nhóm nhỏ, hoặc là dạy một một giống như tôi này. Tôi dành về business marketing thì tôi dạy marketing đúng không đấy, các bạn chỉ cần lưu tôi là Phan Anh marketing là tôi thành công rồi đấy, các bạn lưu tôi là Phan Anh designer là tôi thành công rồi, hay là Phan Anh quần áo là tôi thành công rồi đúng không đấy. Một cái khách hàng của tôi đang làm việc, chị có một cái tên, chị nói là người ta lưu số của chị là chị Hương Quần, tức là chị bán quần khủng khiếp, một năm chị bán mấy trăm nghìn sản phẩm. Như thế là chúng ta thành công đúng không? Chúng ta có thể mở trường, mở trung tâm thiết kế thời trang, ứng dụng thời trang đấy, rồi thì cắt may dân dụng, rồi cắt may công nghiệp, thì bây giờ đều có thể tạo công việc làm cho người lao động, thì chúng ta có thể kiếm tiền. Hoặc là chúng ta có thể là hướng dẫn tới việc là các cái nhà thiết kế ở đây là trẻ tuổi hơn, thay vì là cứ phải sinh viên đại học mới là học thiết kế. Bây giờ cấp 3 các bạn không muốn đi học thì sao, các bạn có thể học ngay từ còn nhỏ đúng không? Bởi vì tư duy đỉnh cao nghề nghiệp là chúng ta có thể học ngay từ nhỏ. Các vận động viên bắn súng hay bơi lội ở Việt Nam được huy chương vàng đấy là gì? Chỉ ăn rồi bắn súng, ăn rồi bơi thì người ta trở thành vận động viên chuyên nghiệp, đạt được đỉnh cao nghề nghiệp. Nếu bây giờ mà 10 năm các bạn học thiết kế từ lúc các bạn cấp 2, thế thì lớn các bạn sẽ biết rất nhiều cách thiết kế, biết rất nhiều cách cắt may, biết rất nhiều về vải vóc, biết rất nhiều về thị trường, thì các bạn có thể có cơ hội thành công đúng không? Vâng, đấy thì cái việc mình đào tạo như thế thì mình vừa có được cái thương hiệu, vừa có được cái thu nhập, cũng như là các bạn cũng
tạo được cái giá trị cho cộng đồng, tạo được công ăn việc làm cho người khác. Vâng, tiếp tục, đấy là các bạn có thể làm các cái đại lý phân phối và nhận nhượng quyền cho các cái sản phẩm bán buôn, bán lẻ theo hình thức nhượng quyền, phân phối các cái sản phẩm thời trang, phụ kiện thời trang. Phụ kiện thời trang có nhiều mảng lắm nhé. Ngoài cái chuyện là hoa tay, hoa chân, vòng đeo, băng đô, tất tủng, rồi thì legging, đồ lót, rồi đồng hồ, nhiều. Các bạn có thể trở thành nhà cung cấp những cái dòng đó, được chưa? Tiếp tục, đấy là các bạn có thể suy nghĩ về một cái ý tưởng là trở thành một cái stylist chuyên tư vấn về thời trang. Tức là mình không bán thời trang, mình cũng không thiết kế thời trang, mà mình trở thành stylist. Stylist là như thế nào? Chẳng hạn các ngôi sao showbiz, các bạn thấy là thường có stylist. Họ sẽ có make up, tức là người trang điểm, xong có người chọn trang phục cho. Hôm nay đi ra ngoài đường mặc bộ gì, làm tóc như thế nào, tóc màu gì, đánh son màu gì, đúng không ạ? Đi tất, đi giày ra sao, kính mắt như thế nào, thì cái đó là stylist và make up. Một người stylist mà có cả cái kỹ năng make up nữa thì càng tốt. Thì cái ngành này sẽ phục vụ cho giới showbiz và phục vụ cho giới doanh nhân giàu có và giới chính trị gia. Như tôi được biết là nữ tổng thống của Hàn Quốc mới bị phế truất, bà có một cái thói quen là bà luôn luôn có một stylist cho mình trước khi mà bà đi ra khỏi văn phòng hoặc là phát biểu trước công chúng, thì bà luôn cần stylist chỉnh trang phục cho mình, hôm nay mặc bộ gì, vấn tóc như thế nào, đánh son ra sao. Họ rất là cẩn thận trong cái sự xuất hiện về trang phục của mình. Thì cái nghề như vậy gọi là nghề stylist. Các bạn lên trên trang kênh 14, các bạn thấy hay có những người hay làm stylist cho các ca sĩ ở Việt Nam, hay những người nổi tiếng Việt Nam như là Hoàng Cu, hay là rất nhiều người nữa tôi biết nhưng mà tôi cũng không nêu tên. Các bạn có thể học để trở thành stylist. Tất nhiên tôi cũng có thể trở thành stylist, nhưng mà cái gu của tôi thì nó hơi lành. Các bạn, nếu mà các bạn xem những cái video của tôi, các bạn đã thấy là tôi ăn mặc thường có xu hướng là lành một chút. Chỉ cần là hàng hiệu, ăn mặc đẹp, màu sắc, chất liệu tốt thì thôi. Ok, và nếu mà các bạn muốn quan tâm nhiều hơn thì vào trang Facebook cá nhân của tôi xem, được chưa? Chúng ta cũng có thể tự mở các cái shop kinh doanh quần áo hay thời trang hay phụ kiện các kiểu, được chưa? Thuê mướn mặt bằng, bán hàng trên mạng, nhượng quyền, tự mở shop, chung vốn với bạn bè, hoặc là không chung vốn, hoặc là tự mở. Thì đấy là những cái hướng các bạn có thể làm, được chưa? Thì tôi vừa trình bày với các bạn khá là nhiều các ý tưởng để giúp cho các bạn có thể bắt đầu mở một cái shop thời trang, hoặc là kinh doanh trong ngành bán lẻ thời trang. Thậm chí các bạn có thể là bán buôn trong ngành thời trang, đúng không? Đấy, thì trên đây là một số ý tưởng cơ bản thôi. Thì các bạn có thể lên mạng, các bạn tìm hiểu thêm và phát triển thêm các cái ý tưởng mới để các bạn có thể làm được. Và nếu như mà các bạn có câu hỏi nào thì các bạn có thể liên hệ với tôi. Bất kỳ một hình thức nào các bạn nghĩ rằng có thể đem lại được thu nhập, giá trị gia tăng cho cộng đồng đều có thể kinh doanh trong ngành thời trang và bán lẻ thời trang. Thí dụ như ở trên mạng thì các bạn thấy rằng là các trang nước ngoài như ASOS thì họ còn bán thời trang toàn cầu cơ. Tôi cũng đã từng đặt mua ở ASOS và chuyển về Việt Nam. Hay là trang Net-a-Porter. Net-a-Porter là trang chuyên bán hàng hiệu designer, bán những cái đồ của David Beckham hay là của Victoria Beckham, hay là của những cái nhà thiết kế như Marc Jacobs, Alexander McQueen, Stella McCartney, vân vân. Thì họ bán đồ rất là đắt, hay là Aviroma đấy, thì mô hình nào cũng có. Thì chúng ta có thể nên tham khảo những mô hình này thêm để bổ sung vào cái kiến thức của chúng ta. Vâng, cuối cùng thì xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này, và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.